cuối tuần các bạn thường đi đâu nè? Nhà hàng thường đi siêu thị Aeon nha các bạn. Aeon của Ichinomiya tỉnh Aichi nha. Siêu thị này là cái siêu thị to nhất mà Hằng đã từng đi 4 tháng khi qua Nhật đó các bạn. Và cái điều mà Hằng thấy đặc biệt nhất là ở đây thanh toán nè các bạn bằng những cái điện thoại này này. Các bạn khi bước vào thì các bạn chỉ cần lấy một cái điện thoại đem theo ha. Rồi các bạn mua gì các bạn chỉ cần check cái mã QR có trên sản phẩm là sẽ có bill nha. Đây là khu chợ hải sản tươi sống nè các bạn ơi. Đó, mỗi ngày sẽ có mỗi loại cá, thịt, mực, tôm, cua khác nhau nè. Hằng thấy giá đây cũng ok la lắm á nha. Trời ơi, 8 con tôm siêu to luôn là một mena 1 sen mốt nha các bạn. Mấy con này giống mấy con hến ha. Rồi hào này, hào tươi, rồi hào có lột vỏ sẵn ha. Còn bên đây là ốc nha các bạn. Các loại ốc này rất là tươi sống luôn á. Còn đây là giống như cá khô vậy các bạn ơi, mà Hằng mua về ăn thử thì nó không có mặn như khô của Việt Nam của mình. Nó chỉ dạng như là cá một nắng đó các bạn. Giá cả thì cũng ok nè, cũng nhiều loại lắm. Còn đây là phi lê cá hồi nha, 1 sen mốt, 5 miếng. Và tôm Alaska nha. Rồi mấy con cua này là cua gì không biết nữa, mà chắc cua này ít thịt hơn á. Hằng nghĩ là đem về giả ra nó bún rìu ok. Chợ này thì nhìn cũng rất là đông vui nha. Bữa nay thì hơi vắng đó chứ mấy bữa trước Hằng đi là đông lắm, phải chen vào mà mua các bạn. Còn phía bên trái là một cái siêu thị bán là đầy đủ luôn, bánh kẹo, rồi gia vị, rau củ quả, đồ chế biến sẵn các bạn, rất là nhiều loại luôn các bạn ơi, rất là tiện lợi luôn á. Người Nhật là chuộng những cái thực phẩm mà rất là tiện lợi sẵn á. Hằng đang đến tiền nè các bạn ơi, đang check cái mã QR để ra bill này. Cái cách này là sẽ giúp giảm tải cái sự xếp hàng mà chờ tính tiền nha các bạn. Hôm bữa trước Tết đông lắm, mặc dù cũng đã có bill rồi nhưng mà cũng phải xếp hàng nha. Nhưng mà tính toán thì cũng lẹ lắm. Một hồi mình ra chỉ cho các bạn cái chỗ tính tiền siêu nhanh. Ở phía bên trái của Hằng mà đi thẳng qua là có chỗ bán cái đồ gia dụng đó các bạn. Rồi như son chảo, nè mùng mền, ha, rồi có mỹ phẩm nữa. Nhưng mà rộng quá, để hôm nào Hằng làm video khác cho các bạn xem nha. Đây này, cái bill của Hằng là ở số 2 nè, thanh toán ở quầy số 2 là bây giờ mình sẽ tự động thanh toán luôn nha các bạn. Đó. Tiền giấy thì mình sẽ để vô khe này nha. Còn tiền xu thì mình sẽ bỏ vô cái khe này ha. Ở một số siêu thị khác thì cũng có tính tiền tại quầy nha các bạn. Ở số mấy siêu thị lớn thì sẽ có những cái trụ để mình tự tính tiền như thế này nè. Đặc biệt là không có bảo vệ nha các bạn, không hề có bảo vệ ở tất cả các siêu thị luôn. Hằng đi siêu thị khác, Hằng mua đồ, Hằng cột lại, Hằng bỏ vô giỏ, Hằng tẩy vô siêu thị nọ, vẫn mua bình thường nha. Quan trọng là cái ý thức của mỗi người thôi. Nhưng mà một khi mà bị bắt vì cái tội gian lận thì cái kết cũng đắng lắm á. Thanh toán xong rồi mình sẽ để cái điện thoại ở chỗ này nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên ha các bạn ha, đi lên đây mấy cái tầng ở trên đây đi, là rạp chiếu phim nè, rồi bán quần áo, sale đồ rất là nhiều luôn. Cái cửa ra vào thì cũng có 3-4 chỗ lận. Bữa nay Hằng đi cái chỗ này là có người ta có bán chó mèo nè các bạn ơi, bỏ trong cái khung rất là dễ thương nè. Mà Hằng thấy cái giá cả dịch vụ để chăm sóc một con cún, một con thú cưng cực kỳ cao luôn nha các bạn. Nhìn chung mà tất cả, tính ra tất cả các dịch vụ nó bằng cả tháng lương của nhà Hằng lận á. Mình nhìn mấy con cún dữ thương quá ha. Trời, có cái anh này nè, đang ngủ mà lại chọc người ta, kệ nó, vậy cũng ngủ được nữa. Còn đây là mèo nè các bạn, mấy con mèo này có mấy cái bục để cho nó nhảy nhót nữa, dữ thương quá. Rất là sạch sẽ, lúc nào cũng có nhân viên dọn dẹp rất là sạch sẽ luôn á. Chắc cũng có người tắm rửa đồ ha, gọn gàng sạch sẽ các bạn ha. Nó làm gì kìa? Tao